chính thức ạ. Vậy thì em cảm thấy rất là vui và chờ đợi những điều mới mẻ sắp tới của thầy Zico mang về tới câu lạc bộ. Em có mong chờ gì đợt tập trung sắp tới của chúng ta không? Mong chờ đợt tập trung sắp tới ạ. Em nghĩ là đợt tập trung sắp tới sẽ có rất nhiều các cầu thủ mới nên em nghĩ là rất là hào hứng khi mà được tập trung đội tuyển, tại vì lâu rồi cũng không được gặp mọi người và được thi đấu với mọi người nên em rất hào hứng chờ đợi đợt tập trung sắp tới. Ok nhỉ? Ok. Ok anh thoải mái, em đợi lôi em luôn ra luôn. Thì Toàn đánh giá nào về mùa giải qua cá nhân Toàn cũng như là Hoàng Anh Gia Lai? Gia Lai đã chụp ảnh sớm nhưng mà chưa thành công lắm ở trận. Em nghĩ thì giai đoạn đầu tiên chúng em đá thì chúng em đã có những khoảng thời gian rất là tốt, và sau khi bắt đầu giai đoạn đội bắt đầu có được những kết quả vào được top 8 rồi, nhưng mà khi đó em nghĩ là chắc do em cũng nói rồi, mọi người chắc cảm thấy tinh thần đã thoải mái quá nên đã thi đấu không tốt. Còn đối với em thì bản thân em vẫn cảm thấy mình đang phát triển một cách tốt. Tại vì em đối với em thì em vẫn là 2 năm mới tiết em là vua kiến tạo của V-League thôi, nên em vẫn cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình trong năm vừa rồi. Thể thích thi đấu của V-League 2021 cũng giống như năm 2020, nghĩa là chia làm hai giai đoạn thì Toàn thấy khó khăn vì mật độ thi đấu quá dày. Em nghĩ thật sự thì do năm nay dịch Covid đã xảy ra rất là nhiều nên lịch năm sau sẽ rất là căng, nên cũng cố gắng chấp nhận cái điều đấy thôi, và của em hy vọng là tất cả sẽ đạt đúng phong độ khi ở câu lạc bộ và cũng cấp đội tuyển. YouTube Thảo Gà chỉ với chữ K.